Anh hả? Đang làm gì vậy? Không làm gì đâu. Quay clip Tết nè, quay clip Tết cho anh nè. Tiền lì xì anh đâu? Anh đi lì xì á hả? Đi lì xì nè, trời ơi, sáng giờ khổ lắm, đi chút nè. Mấy bao? Ba bự không nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Sao có ba bao vậy? Sáng giờ kêu đi nhiều lắm mà. Nhiều đâu. Á, à, còn một bao nữa, trời, còn một bao nữa. Bốn bao luôn, hết rồi. Ủa hôm nay anh không đi đánh bài hả? Em ngộ rồi, em biết anh đâu chứ đánh bài đâu. Dạ hả, không biết đánh bài hả? Ủa anh ở trong nhà đổi nón chi vậy? Anh lạnh đầu. Lạnh đầu hả? Lạnh đầu. Lạnh lắm không? Lạnh lắm. Dở ra đi em sửa ấm đầu cho nè. Thôi lạnh lắm. Dở nón ra. Dở nón ra. Mày hả? Mày giấu tiền đi đánh bài. Bao nhiêu bao rồi? Còn không? Hết rồi. Thiệt không? Nói xạo cho. Nói xạo. Hết gì đi thầy. Sáng táo lên coi. Lạnh mà. Có lạnh đâu, em thấy trời mát mồm một mát cái màu. Dán sáng táo lên em coi coi. Mày hả? Một bao. Còn không? Còn. Hết rồi. Bên kia. Tao úp lên cho mày đội quần ở trên mạng luôn nè. Bao nhiêu còn không? Hết. Này còn bao nữa là hết rồi. Hết thầy không? Hết rồi. Nó xạo chia tay nha. Rồi. Còn không? Còn. Ở đâu? Trời không hiểu sao phách lầy vậy luôn á. Ở đâu? Ơi. Giấu đi đánh bài nè. Có. Giấu đi đánh bài nè. Nè. Còn nữa không? Hết rồi. Đứng lên. Hết rồi thiệt. Đứng lên. Lắc cái quần. Hết rồi. Không còn cái gì nữa rồi. Giống quá à. Giống bao lì xì quá à. Ba bao à. Anh đi có ba bao à em. Hết rồi. Anh đi có ba bao à. Không còn cái gì trong người.